Laudato Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kim Thúy xin cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Hoa Kỳ và Ukraine xác nhận đã phóng Atacms tấn công bất ngờ vào Bryansk. Nga phản ứng yếu ớt. Các quan chức cho biết Ukraine đã tấn công Nga bằng hỏa tiễn tầm xa của Mỹ. Theo các quan chức tại Mạc Tư Khoa và nhiều cơ quan truyền thông Hoa Kỳ, quân đội Ukraine đã sử dụng hỏa tiễn tầm xa do Hoa Kỳ cung cấp để tấn công khu vực Bryansk của Nga. Các quan chức cao cấp của Mỹ và Ukraine xác nhận rằng hệ thống hỏa tiễn chiến thuật của quân đội do Mỹ sản xuất, Atacms, đã được sử dụng trong cuộc tấn công đêm thứ Ba, 19 tháng 11. Theo như tờ The New York Times đưa tin, Andriy Kovalenko, thành viên Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine cho biết, cuộc tấn công nhằm vào các kho chứa đạn pháo bao gồm cả đạn pháo của Bắc Hàn cho hệ thống của họ. NATO được tường trình đặt trong tình trạng báo động cao độ sau cuộc tấn công bằng Atacms của quân Ukraine. Tuy nhiên, cho đến nay phản ứng của Nga là hết sức yếu ớt. Tổng thống Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm, Tổng thống Joe Biden đã bật đèn xanh cho Ukraine sử dụng Atacms vào Chủ nhật. Giới chức Nga đang cân nhắc phản ứng sau nhiều tháng cảnh báo phương Tây không được cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu trên lãnh thổ của họ. Phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cảnh báo rằng học thuyết hạt nhân cập nhật của Nga có tính đến khả năng đáp trả bằng hạt nhân trong trường hợp Ukraine tấn công bằng hỏa tiễn phi hạt nhân do phương Tây sản xuất. Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết cuộc tấn công hôm thứ Ba báo hiệu rằng Hoa Kỳ muốn leo thang. Ông Lavrov cho biết việc sử dụng Atacms của Mỹ sẽ mở đầu cho một giai đoạn mới của cuộc chiến tranh phương Tây chống lại Nga và Nga sẽ phản ứng tương ứng nhưng không nêu rõ điều đó có nghĩa là gì. Lavrov cũng cho biết ông không thể đoán được lập trường của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ, ông Donald Trump về Ukraine, nhưng các chính trị gia như Tổng thống đắc cử Donald Trump, những người tuyên bố rằng họ thích hòa mình hơn chiến tranh, xứng đáng được ủng hộ. Bất mãn với phản ứng yếu ớt của Điện Cẩm Linh, nhiều blogger quân sự Nga cho rằng chùm mafia Vladimir Putin đang làm trò cười cho thế giới. Dựa theo các học thuyết hạt nhân của Nga, vụ tấn công xuyên biên giới của Ukraine đã vượt qua lằn ranh đỏ. Bây giờ, quân Ukraine lại táo bạo phóng Atacms tấn công Nga, hiển nhiên vượt qua lằn ranh đỏ. Nhưng Điện Cẩm Linh chẳng dám làm gì ngoài việc phóng những ngôn từ hung hăng đe dọa. Nga bối rối trước quyết định của Tổng thống Biden cho phép Ukraine tấn công bằng hỏa tiễn Mỹ vào Nga. Vào tháng 9, Putin đã sử dụng câu hỏi của một phóng viên truyền hình nhà nước để truyền tải thông điệp tới phương Tây, sử dụng bối cảnh đế quốc của cung điện mùa đông St. Petersburg để tạo nên sức mạnh như một sa hoàng. Đáp lại câu hỏi rằng, nếu Hoa Kỳ cấp phép cho Ukraine tấn công bằng vũ khí của họ vào Nga thì sao? Putin nói, chúng tôi sẽ coi đó là lời tuyên chiến của NATO, Hoa Kỳ và Âu Châu. Nó sẽ thay đổi đáng kể bản chất của cuộc xung đột. Vào cuối tháng 10, cũng cùng nhà báo này đã hỏi chùm mafia Vladimir Putin rằng liệu ông có nghĩ phương Tây đã lắng nghe ông hay không? Tôi hy vọng là họ đã làm vậy. Putin trả lời, nếu không chúng ta sẽ phải phản ứng. Bằng cách nào, khi nào, ở đâu, cụ thể là thế nào? Còn quá sớm để nói về điều đó bây giờ. Chỉ khoảng 3 tuần sau đó thì nó không còn là giả thuyết nữa. Bây giờ nó là một thực tế. Chính quyền sắp mãn nhiệm của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden bật đèn xanh cho Kyiv sử dụng Atacms tầm xa chống lại Nga. Washington dường như đang cung cấp cho Ukraine đường sống mà họ đang tuyệt vọng tìm kiếm. Chỉ vài tháng trước khi Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ, ông Donald Trump có thể cắt giảm mạnh viện trợ và gây áp lực buộc Ukraine phải chấp nhận một thỏa thuận hòa bình bất lợi. Việc bật đèn xanh cho việc sử dụng hỏa tiễn tầm xa không hạn chế sẽ là một thời khắc mang tính bước ngoặt trong cuộc chiến. Khi Washington từ bỏ chính sách thận trọng mà một số nhà phê bình cho là thận trọng quá mức để ủng hộ việc thách thức Điện Cẩm Linh và thử thách quyết tâm của Mạc Tư Khoa trong việc bảo vệ các ranh giới đỏ của mình trong một cuộc chiến toàn diện mà nước này đã phát động và kéo dài gần 3 năm, dường như không vội vàng kết thúc bất kể các tổn thất kinh hoàng. Mặc dù các hệ thống hỏa tiễn của phương Tây đã được sử dụng để tấn công các vùng lãnh thổ bị tạm chiếm như Crimea, việc sử dụng chúng để tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga từ lâu đã được coi là điều cấm kỵ bất di bất dịch vì sợ gây ra chiến tranh hạt nhân.
Về phần mình, Kyiv đã bác bỏ những nỗi sợ đó là thái quá. Sử dụng cuộc tấn công xuyên biên giới vào khu vực Kursk của Nga làm bằng chứng cho thấy các ranh giới đỏ của Mạc Tư Khoa có thể bị vượt qua mà không gây ra ngày tận thế. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy Mạc Tư Khoa sẽ dám đáp lại một cách quyết liệt với Tổng thống Biden. Thật kỳ lạ, ít người trong xã hội Nga hay bất kỳ nơi nào khác biết điều đó có nghĩa là gì trong thực tế. Tiếng kiếm khua. Trong những bình luận chính thức đầu tiên từ Mạc Tư Khoa vào thứ Hai, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov cho biết, việc sử dụng vũ khí tầm xa sẽ báo hiệu một cấp độ căng thẳng mới liên quan đến sự tham gia của Hoa Kỳ vào cuộc xung đột. Ông nhắc đến những bình luận mà Putin đưa ra vào tháng 9, mô tả chúng một cách không chính xác là rất rõ ràng và không mơ hồ. Trong bài phát biểu với tờ báo Nga RBC, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cũng bày tỏ sự đồng tình với quan điểm trước đó của Putin khi nói rằng Tổng thống đã lên tiếng về vấn đề này. Như thường lệ, khi Điện Cẩm Linh tranh thủ thời gian để cân nhắc phản ứng tốt nhất, các nhà tuyên truyền và quan chức cấp trung của Nga rất vui lòng lấp đầy khoảng trống thông tin bằng ngôn từ kích động và lời lẽ đe dọa. Phản ứng có thể là bất cứ điều gì, Dmitry Kiselyov, người dẫn chương trình tin tức hàng đầu của Nga, Vesti Nedeli, trên truyền hình nhà nước đã đe dọa vào tối Chủ nhật. Có một lý do khiến chúng ta sửa đổi học thuyết hạt nhân của mình. Ông tiếp tục ám chỉ đến những thay đổi gần đây sẽ biện minh cho phản ứng hạt nhân của Nga cả khi bị tấn công bằng vũ khí thông thường. Hoa Kỳ, Anh và Pháp sẽ trực tiếp tham chiến với Nga, với tất cả những hậu quả tiếp theo đối với lãnh thổ của họ và những người sống ở đó, ông nói thêm. Người dẫn chương trình truyền hình Sergei Mardan cũng ám chỉ về một cuộc tấn công trả đũa. Sớm nhất là ngày mai, Điện Cẩm Linh dự kiến sẽ đưa ra câu trả lời chi tiết về việc cơ sở nào của Hoa Kỳ sẽ trở thành mục tiêu của hỏa tiễn Nga trong trường hợp quân đội Ukraine tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, ông cho biết. Trong cộng đồng Telegram của Nga, giọng điệu khá lẫn lộn. Một số người mơ tưởng đến việc trả thù, trong khi những người khác dường như đang chuẩn bị tinh thần cho sự thất vọng từ giới lãnh đạo đất nước. Điều gì sẽ thay đổi đối với chúng ta? Về nguyên tắc là không có gì cả, ngoại trừ việc chúng ta sẽ quyết tâm hơn nữa để phá hủy chế độ Kyiv. Nhà bình luận Yuri Podolyak viết cho hơn 3 triệu người theo dõi của mình. Và có lẽ sau một thời gian, một số người Houthi Yemen sẽ bắn hoặc đánh chìm một thứ gì đó rất hiện đại. Ông nói thêm, ám chỉ rằng Mạc Tư Khoa có thể chọn trả đũa trong một cuộc xung đột ủy nhiệm ở nơi khác trên thế giới. Hai bên có thể chơi trò chơi này. Theo báo cáo, Mạc Tư Khoa từ lâu đã tạo điều kiện cho nhóm phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn tấn công các tàu phương Tây ở Biển Đỏ. Điều đáng sợ nhất là sẽ không có phản ứng thực sự nào trước động thái hung hăng này của Hoa Kỳ. Một blogger khác, Victor Arsnik, viết với giọng điệu hoàn toàn bi quan. Mọi thứ sẽ chỉ giới hạn ở việc thể hiện sự quan ngại và lời đe dọa bằng lời nói đối với đối phương. Quan điểm của Scholz về Taurus không thay đổi, mặc dù Hoa Kỳ đã cho phép tấn công tầm xa. Thủ tướng Đức Olaf Scholz không có kế hoạch cung cấp hỏa tiễn Taurus cho Ukraine, mặc dù Hoa Kỳ đã nới lỏng các hạn chế đối với các cuộc tấn công tầm xa. Một phát ngôn viên của chính phủ nói với hãng thông tấn AFP vào ngày 18 tháng 11, phát ngôn nhân Wolfgang Büchner cho biết Scholz đã làm rõ lập trường của mình về vấn đề này và sẽ không thay đổi lập trường nữa. Một số phương tiện truyền thông đưa tin vào ngày 17 tháng 11 rằng Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Hoa Kỳ chống lại các mục tiêu trên đất Nga. Theo một số báo cáo, điều này liên quan đến hỏa tiễn ATACM đang được điều động chống lại các lực lượng Nga và Bắc Hàn tập trung tại Kursk của Nga. Trước đó, Ukraine đã nhận được hỏa tiễn ATACM và Storm Shadow Scarfs do Mỹ sản xuất từ Anh và Pháp, có tầm bắn lần lượt là 300 cây số hoặc 190 dặm và 250 cây số hay 150 dặm. Ngược lại, Scholz vẫn kiên quyết không cung cấp hỏa tiễn hành trình Taurus, loại có tầm bắn lên tới 500 cây số hay 310 dặm
vì lo ngại căng thẳng sẽ leo thang với Nga. Chính sách của Berlin có thể sớm thay đổi khi Đức tiến tới cuộc bầu cử đột xuất vào ngày 23 tháng 2 với Liên minh đối lập trung hữu CDU-CSU hiện đang dẫn đầu các cuộc thăm dò và đe dọa sẽ lật đổ Scholz. Ứng cử viên thủ tướng của CDU-CSU Friedrich Merz cho biết ông sẽ cho phép chuyển giao hỏa tiễn Taurus nhưng chỉ khi cần thiết sau khi đưa ra tối hậu thư cho Putin và dỡ bỏ các hạn chế đối với vũ khí đã được cung cấp. Tương tự như vậy, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck, người đang tranh cử chức Thủ tướng cho Đảng Xanh, cho biết ông sẽ bật đèn xanh cho việc chuyển giao hỏa tiễn nếu được bầu vào tháng 2. Cựu tướng Mỹ nhận định quyết định của Tổng thống Biden cho phép Ukraine tấn công Nga bằng hỏa tiễn tầm xa của Mỹ có thể là một món quà cho Tổng thống đắc cử Donald Trump. Một cựu tướng chỉ huy quân đội Hoa Kỳ tại Âu Châu cho biết quyết định cho phép Kyiv sử dụng vũ khí do Hoa Kỳ cung cấp để tấn công bên trong nước Nga của Tổng thống Joe Biden có thể giúp chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump giải quyết xung đột. Tờ New York Times gần đây đưa tin rằng Tổng thống Biden đã bãi bỏ lệnh cấm các loại vũ khí như ATACMS tấn công bên trong nước Nga, một quyết định được hình thành một phần do việc Bắc Hàn điều động quân đội để chiến đấu cùng Nga chống lại lực lượng Ukraine ở khu vực Kursk. Điện Cẩm Linh hôm thứ Hai cho biết động thái như vậy sẽ dẫn đến gia tăng căng thẳng và gia tăng sự tham gia của Washington vào cuộc chiến mà Mạc Tư Khoa thường mô tả là cuộc xung đột ủy nhiệm với phương Tây. Trung tướng đã nghỉ hưu của Hoa Kỳ Ben Hodges nói với Newsweek rằng quyết định như vậy của Tổng thống Biden sẽ là một món quà dành cho Tổng thống đắc cử Donald Trump, người hy vọng có thể giữ nguyên chính sách này như một điểm khởi đầu để tạo đòn bẩy tùy thuộc vào những gì ông định làm. Tổng thống đắc cử Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích việc Hoa Kỳ tiếp tục viện trợ quân sự cho Kyiv và khẳng định ông có thể chấm dứt cuộc chiến bằng một thỏa thuận. Truyền thông nhà nước Nga trích dẫn một nguồn tin giấu tên trong chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump sắp tới, cho biết quyết định của Tổng thống Biden có thể được sửa đổi. Tướng Hodges, người thường xuyên kêu gọi Ukraine được phép sử dụng vũ khí tầm xa, cho biết hôm thứ Hai rằng quyết định của Tổng thống Biden là muộn nhưng không bao giờ là quá muộn. Trung tướng đã nghỉ hưu mô tả động thái này là một chính sách được cải thiện, nhưng vẫn chưa gắn liền với bất kỳ mục tiêu chiến lược nào được xác định rõ ràng. Tướng Hodges tin rằng ATACMS có thể giúp phá vỡ các cuộc tấn công của Nga và Bắc Hàn vào đầu cầu Kursk bằng cách phá hủy các sở chỉ huy, pháo binh và địa điểm hậu cần. Chính sách mới cũng mở ra cho Anh và Pháp cho phép sử dụng hỏa tiễn Storm Shadow và Scud mà họ cung cấp cho Kyiv để tấn công tầm xa vào Nga. Tướng Hodges nói thêm rằng, hy vọng điều này sẽ gây áp lực lên Berlin và Thủ tướng Olaf Scholz để thay đổi chính sách của họ liên quan đến hỏa tiễn hành trình Taurus. Đức là nhà tài trợ, viện trợ quân sự lớn thứ hai của Ukraine, nhưng Scholz đã chọn không trang bị cho Ukraine hỏa tiễn tầm xa Taurus do Đức sản xuất. Một phát ngôn viên của chính phủ Đức cho biết hôm thứ Hai rằng chính sách của họ liên quan đến các cuộc tấn công tầm xa vẫn không thay đổi bất kể các thay đổi của Hoa Kỳ. Tướng Hodges nói thêm, dự kiến sẽ thấy nhiều cuộc tấn công vào quân đội Bắc Hàn. Điều này sẽ gửi đi thông điệp tới Bình Nhưỡng. Macron nói rằng Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định đúng đắn khi dỡ bỏ giới hạn sử dụng hỏa tiễn của Ukraine. Tổng thống Joe Biden đã đưa ra một quyết định đúng đắn khi cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Hoa Kỳ sản xuất để tấn công vào bên trong nước Nga. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết như trên hôm thứ Ba, 19 tháng 11. Macron cho biết, con đường mới của Tổng thống Biden được đưa ra nhằm ứng phó với việc Nga leo thang xung đột với Ukraine bằng cách đưa binh lính Bắc Hàn phục vụ cùng lực lượng của mình. Nga là cường quốc duy nhất đưa ra quyết định leo thang. Chính sự thay đổi này đã dẫn đến quyết định của Hoa Kỳ. Tổng thống Pháp phát biểu với các phóng viên bên lề hội nghị thượng đỉnh G20 ở Rio de Janeiro. Phát ngôn nhân của Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov trước đó đã nói rằng việc sử dụng vũ khí của Mỹ để tấn công các mục tiêu ở Nga tạo nên một tình hình mới về bản chất liên quan đến sự tham gia của Hoa Kỳ trong cuộc xung đột này. Quân đội Nga từ lâu đã sử dụng vũ khí do nước ngoài sản xuất, chẳng hạn như máy bay điều khiển từ xa Shahed của Iran để tấn công Ukraine. Đầu năm nay, Macron cho biết ông ủng hộ việc cho phép Ukraine tấn công các mục tiêu quân sự bên trong nước Nga.
vì mặt tư khoa đang lợi dụng những hạn chế của phương Tây về việc sử dụng hỏa tiễn được tài trợ. Các báo cáo xuất hiện vào Chủ nhật rằng chính quyền Hoa Kỳ sắp mãn nhiệm của Tổng thống Biden đã cho phép Kyiv sử dụng Atacam tầm xa chống lại Nga. Anh dự kiến sẽ cung cấp ồ ạt hỏa tiễn Storm Shadow cho Ukraine sau khi Hoa Kỳ thay đổi lập trường. Đức cho biết họ vẫn giữ nguyên lập trường, không cung cấp hỏa tiễn tầm xa cho Ukraine. Ukraine xứng đáng biến năm tới thành năm hòa bình, Zelensky phát biểu tại Nghị viện Âu Châu. Ukraine xứng đáng biến năm tới thành năm hòa bình, Tổng thống Volodymyr Zelensky phát biểu vào ngày 19 tháng 11 trong phiên họp bất thường của Nghị viện Âu Châu dành riêng cho ngày thứ 1000 cuộc chiến toàn diện của Nga chống lại Ukraine. 1000 ngày chiến tranh là một thách thức to lớn, Ukraine xứng đáng biến năm tới thành năm hòa bình, Zelensky nói. Nga đã phát động cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, mở rộng hành động xâm lược ra ngoài khu vực Donbass bị tạm chiếm nhằm mục đích chấm dứt quyền tự trị của quốc gia Ukraine độc lập. Trong bài phát biểu trực tuyến, Zelensky cảm ơn các đối tác vì sự ủng hộ của họ và kêu gọi họ đừng quên rằng sức mạnh đoàn kết của Âu Châu lớn hơn Putin. Zelensky nói thêm, nếu chúng ta có thể ngăn chặn lối sống của Âu Châu sụp đổ, thì chắc chắn chúng ta có thể thúc đẩy Nga tiến tới một nền hòa bình công bằng. Tổng thống cũng nhấn mạnh đến nhu cầu áp dụng các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn, đặc biệt là đối với cái gọi là đội tàu ngầm của Nga chuyên vận chuyển dầu khô và các sản phẩm từ dầu mỏ bằng cách lách các hạn chế hiện hành. Trong một tham chiếu rõ ràng đến Hungary, hay còn gọi là Hungary và Slovakia, Tổng thống Zelensky nói, nếu bất kỳ ai ở Âu Châu nghĩ rằng họ có thể bán Ukraine hoặc bất kỳ quốc gia nào khác như các quốc gia vùng Baltic, Balkan, Georgia hoặc Moldova cho mặt tư khoa và đạt được điều gì đó đổi lại, hãy để họ nhớ sự thật đơn giản này. Không ai có thể tận hưởng được sự bình lặng giữa cơn bão. Cột mốc này diễn ra khi Ukraine chuẩn bị cho một mùa đông khó khăn và bất ổn. Vào ngày 17 tháng 11, Nga đã tiến hành một trong những cuộc tấn công trên không lớn nhất từ trước đến nay vào lưới điện của Ukraine, khiến dân thường thiệt mạng và bị thương trên nhiều khu vực. Tương lai của viện trợ quân sự của Hoa Kỳ cho Ukraine cũng đang bị đặt dấu hỏi khi Tổng thống đắc cử Donald Trump chuẩn bị nhậm chức vào tháng Giêng. Trong khi đó, hàng ngàn lực lượng Nga và Bắc Hàn đã tập trung tại Kursk của Nga, chuẩn bị tiến hành phản công quân đội Ukraine. Tình hình leo thang ở Kursk được cho là đã thúc đẩy Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cấp phép cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ trên lãnh thổ Nga. Các chỉ huy Nga bị bắt vì phóng đại lợi ích trên chiến trường. Theo báo cáo, các chỉ huy Nga đã bị cách chức vì nói dối cấp trên về những tiến bộ đạt được trên chiến trường. Các blogger quân sự ủng hộ Mạc Tư Khoa đã phản ứng giận dữ với các sĩ quan thuộc quân đoàn vũ trang tổng hợp số 3 của Nga khi đưa ra các báo cáo không chính xác về những thành quả đạt được gần khu vực Donetsk và Luhansk. Trong khi mô tả của phương tiện truyền thông nhà nước Nga về cuộc chiến do Vladimir Putin phát động được chính phủ kiểm soát chặt chẽ, những người viết blog ủng hộ chiến tranh trên Telegram lại đưa ra góc nhìn ít bóng bẩy hơn nhiều về cách Mạc Tư Khoa tiến hành cuộc chiến thường tiết lộ những thiếu sót về chiến thuật và chỉ huy. Trong bài đăng có tiêu đề "Một cơn lốc lời nói dối đến từ Siversk", ám chỉ một thành phố ở tỉnh Donetsk, kênh Telegram Ryba cho biết các chỉ huy lữ đoàn và tiểu đoàn đã bị bắt, cách chức hoặc bị giáng chức vì mô tả việc chiếm giữ các thị trấn giả mạo. Bài đăng cho biết khi cấp trên của các chỉ huy đến thăm những khu vực được cho là đã được lực lượng Nga giải phóng, quy mô của sự lừa dối đã bị phát hiện. Bài đăng nói thêm rằng, những lời nói dối không chỉ nằm trong các báo cáo, đồng thời nêu rõ cách các phóng viên được mời phỏng vấn những chiến binh khoe khoang về việc chiếm được những thị trấn không tồn tại để chứng thực những tuyên bố sai sự thật. Kênh Telegram Osetin cho biết, Lữ đoàn 6 và 123 của Nga cũng đang bị điều tra và toàn bộ ban chỉ huy đã được thay đổi sau khi những lời nói dối bị phát hiện. Bài đăng hôm thứ Bảy mô tả hình phạt là một kết quả tốt, đồng thời nói thêm, tôi hy vọng những người mới sẽ không mắc phải những sai lầm tương tự.
Báo cáo cũng cho biết các chỉ huy đã ra lệnh tấn công không thể hiểu nổi gần Bilohorica, một thị trấn nằm cách Silversk khoảng 10 dặm về phía đông ở khu vực Luhansk lên cận. Kênh OKSPN cho biết văn hóa dối trá đã hấp thụ quyền chỉ huy các đơn vị của quân đoàn vũ trang tổng hợp số 3, gây ra hậu quả đáng buồn. Trong đó, các đội hình lực lượng đặc biệt Spetsnaz đã được sử dụng để lấp đầy khoảng trống và bù đắp cho các quyết định chỉ huy kém, dẫn đến những tổn thất không đáng có. Viện Nghiên cứu Chiến tranh cho biết hôm thứ Bảy rằng những thất bại trong chỉ huy của Nga và việc phóng đại những thành công trên chiến trường gần Bilohorica đã tạo nên một điểm đau thần kinh cho cộng đồng quân sự Nga, đặc biệt là khi Mạc Tư Khoa phải chịu tổn thất lớn về nhân sự và thiết bị khi cố gắng chiếm thị trấn. Viện Nghiên cứu Washington DC cho biết mặc dù Điện Cẩm Linh trước đây rất nhạy cảm với những lời chỉ trích của các blogger quân sự về cách thức tiến hành chiến tranh, nhưng không rõ liệu vụ bắt giữ mới nhất có phải là để đáp lại tiếng kêu cứu của họ không. Phe đối lập Đức chỉ trích Scholz vì từ chối chuyển giao hỏa tiễn Taurus cho Ukraine. Florian Hahn, thành viên của khối đối lập CDU-CSU tại Đức, đã chỉ trích quyết định không chuyển giao hỏa tiễn tầm xa Taurus cho Ukraine của Thủ tướng Olaf Scholz. Hãng truyền thông Đức Tagesschau đưa tin vào ngày 19 tháng 11. Berlin là nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai của Ukraine dưới thời Scholz, nhưng Thủ tướng vẫn kiên quyết không cung cấp hỏa tiễn Taurus vì lo ngại điều này có thể kéo đất nước ông vào cuộc chiến. Hahn cho biết, Thủ tướng một lần nữa đặt lợi ích của đảng lên trên lợi ích của chính sách đối ngoại và an ninh của Đức. Hahn tuyên bố Scholz muốn giành được sự ủng hộ của phe cánh tả trong đảng Dân chủ xã hội của ông trong chiến dịch tranh cử sắp tới. Chính trị gia này cho biết thêm rằng do sự phản đối ngoan cố của ông đối với việc cung cấp hỏa tiễn, nên Thủ tướng một lần nữa bị coi là đối tác thiếu quyết đoán và không đáng tin cậy trên trường quốc tế. Friedrich Merz, lãnh đạo Liên minh Trung hữu đối lập CDU-CSU và là Thủ tướng tương lai tiềm năng cho biết ông sẽ cho phép chuyển giao hỏa tiễn Taurus, nhưng chỉ sau khi đưa ra tối hậu thư cho Putin và dỡ bỏ các hạn chế đối với vũ khí đã được cung cấp. Phó Thủ tướng hiện tại và cựu lãnh đạo Đảng Xanh Robert Habeck cũng cho biết nếu được bầu, ông cũng sẽ bật đèn xanh cho việc chuyển giao hỏa tiễn hành trình Taurus cho Ukraine. Hỏa tiễn Taurus phóng từ trên không do Đức, Thụy Điển chế tạo có tầm bắn lên tới 500 cây số hay 310 dặm, xa hơn so với hỏa tiễn ATACMS do Hoa Kỳ chế tạo hoặc hỏa tiễn Storm Shadow Scarf do Anh và Pháp cung cấp cho Ukraine. Các quan chức Nga cân nhắc di tản gia đình khi Tổng thống Biden đồng ý tấn công tầm xa. Chính quyền các khu vực của Nga giáp biên giới với Ukraine đang cân nhắc việc di tản người dân vì mối đe dọa từ vũ khí tầm xa mà Hoa Kỳ được cho là đã cấp phép cho Kyiv sử dụng. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng hệ thống hỏa tiễn chiến thuật của quân đội do Washington cung cấp hay ATACMS để tấn công vào bên trong lãnh thổ Nga, tờ The New York Times và The Washington Post đưa tin. Các quan chức Hoa Kỳ giấu tên cho biết, việc cho phép lực lượng Ukraine sử dụng vũ khí trong các cuộc tấn công hạn chế sẽ không thay đổi cơ bản tiến trình của cuộc chiến. Tuy nhiên, động thái này mang lại sự thúc đẩy cho Kyiv, đặc biệt là khi Pháp và Anh chuẩn bị cho phép Ukraine sử dụng hỏa tiễn Scarf, Storm Shadow, tờ báo Pháp Le Figaro đưa tin. Một quan chức giấu tên từ vùng Voronezh của Nga đã bày tỏ sự hoảng loạn trước viễn cảnh xảy ra các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Ukraine, nói với hãng tin độc lập Veska rằng chúng tôi cần phải thu dọn đồ đạc và đưa người thân đến một nơi nào đó thật xa. Một quan chức khác từ khu vực lân cận vùng chiến sự Ukraine cho biết họ đã gửi cho các đồng nghiệp của mình bản đồ có bán kính tấn công hỏa tiễn. Tờ báo này cũng đưa tin rằng các quan chức tin rằng khu vực này được bảo vệ tốt bởi hệ thống phòng không của Nga và nghi ngờ việc Ukraine sử dụng hỏa tiễn đắt tiền vào các mục tiêu phi quân sự. Các mục tiêu dự kiến của Ukraine bao gồm phi trường Baltimore ở ngoại ô phía tây nam Voronezh, nơi các đối tượng chính đã được di rời. Veska đưa tin các công ty tham gia vào sản xuất hàng không và hỏa tiễn cũng có khả năng là mục tiêu. Mặc dù hãng tin này trích dẫn một quan chức khác nói rằng tâm trạng vẫn bình tĩnh khi bác bỏ những lo ngại về các cuộc tấn công của Ukraine.
Sự cho phép của Tổng thống Biden là điều mà Kyiv đã kêu gọi từ lâu, nhưng tính cấp thiết của lời kêu gọi này đã được thúc đẩy sau khi Bắc Hàn cử hàng ngàn quân đến chiến đấu cùng lực lượng của Putin ở khu vực Kursk. John Hardy, phó giám đốc chương trình Nga của Quỹ Bảo vệ Dân chủ nói với Newsweek rằng việc tấn công các mục tiêu như nơi tập trung quân đội Nga và Bắc Hàn, các địa điểm chỉ huy và kiểm soát, cũng như các nút hậu cần có thể giúp Ukraine bảo vệ vị trí quan trọng của mình ở tỉnh Kursk. Atakam được phóng từ HIMARS và MLRS, hệ thống hỏa tuyến phóng hàng loạt với tầm bắn lên tới 200 dặm, đã cho phép Kyiv tấn công các địa điểm ở Crimea và cây cầu bắc qua bán đảo bị tạm chiếm. Các blogger quân sự Nga cho biết, việc Tổng thống Biden bãi bỏ lệnh cấm Atakam có thể đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến. Kênh Telegram của nhà báo Roman Saponko cho biết việc sử dụng HIMARS kể từ mùa hè năm 2022 đã phá hủy các trung tâm hậu cần và các cuộc tấn công của Atakam vào Crimea, đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng, phá hủy nhiều thiết bị và gây ra thương vong đáng kể về người. Hardy tin rằng, chính quyền Tổng thống Biden sắp mãn nhiệm và chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump sắp nhậm chức cũng nên mở rộng năng lực tấn công chính xác tầm xa của Ukraine, chẳng hạn như chuyển giao hỏa tiễn hành trình phóng từ trên không, JASSM. Ông nói, họ cũng nên bảo đảm Ukraine có thông tin tình báo kịp thời cần thiết để thực hiện các cuộc tấn công như vậy một cách hiệu quả. Nga nói kế hoạch hòa bình của Thổ Nhĩ Kỳ cho cuộc chiến ở Ukraine là không thể chấp nhận được. Hôm thứ Hai 18 tháng 11, Điện Cẩm Linh đã bác bỏ một kế hoạch hòa bình cho Ukraine được cho là do Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đưa ra, mô tả kế hoạch này là không thể chấp nhận được. Bloomberg đưa tin, đề xuất của Erdogan sẽ bao gồm việc Ukraine không gia nhập NATO trong ít nhất 10 năm, đóng băng tiền tuyến hiện tại, cung cấp vũ khí cho Ukraine và điều động quân đội quốc tế đến vùng đệm phi quân sự ở phía đông nước này. Hãng tin này cũng cho biết, Erdogan đề xuất kế hoạch này trong cuộc hội đàm G20 bắt đầu vào ngày 18 tháng 11. Phản ứng trước các báo cáo, phát ngôn nhân Điện Cẩm Linh Dmitry Peskov đã bác bỏ đề xuất này. Lựa chọn đóng băng ranh giới xung đột quân sự là không thể chấp nhận được đối với phía Nga, ông nói trong bình luận được Interfax đưa tin. Đề xuất của Erdogan được đưa ra trong bối cảnh các nước NATO chuẩn bị cho nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump. Nhiều người lo ngại điều này sẽ dẫn đến việc Hoa Kỳ gây áp lực buộc Ukraine nhanh chóng chấm dứt chiến tranh, ngay cả khi phải đánh đổi bằng việc nhượng bộ lãnh thổ. Các nước G20 sẽ họp tại Brazil mà không có sự tham gia của Putin. Brazil là một bên tham gia quy chế Roma của Tòa án Hình sự Quốc tế, gọi tắt là ICC, nơi đã ban hành lệnh bắt giữ Putin vào năm ngoái vì tội bắt cóc trẻ em Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng sẽ không có mặt, mặc dù đã có nhiều lời kêu gọi nhận lời mời. Zelensky cho biết vào ngày 16 tháng 11 rằng Ukraine phải làm mọi cách có thể để chấm dứt chiến tranh thông qua các biện pháp ngoại giao vào năm 2025. Đan Mạch sẽ cung cấp hơn 137 triệu đô la cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Đan Mạch sẽ phân bổ 130 triệu euro hay 137,5 triệu đô la cho sự phát triển của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine. Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tuyên bố vào ngày 19 tháng 11 trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Frederiksen đã đến Kyiv bất ngờ vào ngày 19 tháng 11 và gặp Zelensky vào ngày thứ 1000 kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Frederiksen cho biết, điều quan trọng đối với tôi là ngành công nghiệp của chúng tôi, không chỉ ở Đan Mạch mà còn ở tất cả các nước láng giềng có thể đến thăm Ukraine và học hỏi kinh nghiệm cũng như khả năng mở rộng và phát triển dây chuyền sản xuất của các bạn. Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên đề nghị tài trợ vũ khí cho Ukraine thông qua việc mua trực tiếp các ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine vì ngân sách quốc phòng của Kyiv không phù hợp với năng lực sản xuất vũ khí trong nước. Theo Tổng thống, ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine đã thu hút được hơn 1 tỷ đô la theo mô hình tài trợ này từ các đối tác, bao gồm cả Na Uy, quốc gia mới tham gia gần đây.
Zelensky nói thêm rằng Ukraine nên mở cửa ngành công nghiệp quốc phòng để hợp tác toàn diện với các đối tác. Đan Mạch, một trong những nước ủng hộ chính của Kyiv trong suốt cuộc xâm lược toàn diện của Nga, đã công bố vào ngày 18 tháng 10 một gói viện trợ quân sự mới trị giá 2,4 tỷ kroner hay 350 triệu đô la cho Ukraine. Đây là gói viện trợ quân sự thứ 21 của Đan Mạch kể từ khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện vào Ukraine. Trước đó, Copenhagen đã cung cấp cho Ukraine một gói viện trợ quân sự trị giá 115 triệu đô la vào tháng 8. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn. Và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.